Đúng vậy, tôi điên, tôi khùng, tôi mới yêu bà đó. Ờ, thực sự nghe câu này mình buồn thật. Ok, hello, chào mừng xin mời anh nhớ và chào mừng các bạn trở lại video của mình và chào mừng trở lại video. Quay trở lại. Yeah. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ quyết định là một video reaction video gacha live rất là đặc biệt và mình rất là thích luôn, đó chính là video gacha live làm cho Hero Team. Yeah. Thì đấy, và hôm nay nói chung là các bạn, và ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một đăng ký, nút like và đừng quên bình luận phía dưới nữa các bạn, muốn mình làm video gì tiếp theo, và đừng quên lắc cho mình cả nút đăng ký để video mới nhất của mình sẽ thông báo về cho các bạn nha. Và đừng quên hashtag đã xem hết và comment số 25, mình sẽ thả tim cho các bạn nha nhá. Ok, còn bây giờ thì chúc mọi người xem video thật vui vẻ và chúc các bạn có một mùa thi cử thật tốt. Fighting. Ok các bạn, bây giờ ta sẽ cùng reaction video gọi là gacha music, gọi là cô thắm không về nha các bạn. Rất là đồng quê luôn. Let's do it. Ok, cận đầu tiên là gì đây? Mãi mới tìm ra cái chỗ đó, phải khoe xin mới được. Ok, đó là cận đầu tiên nha các bạn. Okay. Nè sim tặng bà nè. Phong cận tặng hoa cho mình. What is that? Trời ơi, cảm ơn anh, cảm ơn nha. Sim, bà làm gì vậy? Mình ngoại tình với Kai sao? What? Oh my god, chết tôi à. Chúng tôi là người yêu, làm vậy có gì đâu. Mình yêu Phong sao? No. Cái gì vậy? Bà là người yêu của tôi mà. Cái gì vậy? Bị khùng à? Đúng vậy, tôi điên, tôi khùng, tôi mới yêu bà đó. Ờ, thực sự nghe câu này mình buồn thật. Tiếc. Ờ, Kai ơi, đừng tự tặng tư hoa mà để mặc vậy nha. Ồ là sao? Xin lỗi, tôi đi lộn đường. À, mình đã phản bội Kai sao các bạn? Wow. Đây là gì đây? Mình lại có một dòng chữ sim cai mãi mãi, yêu cai sim. Cái này là remember lại, gọi là nhớ lại những cái gì ta, ký ức á. Ôi thôi, mình biết sao, nhưng mình thực sự trong lòng mình cảm giác nó kiểu nó đau lòng thực sự luôn á. Kiểu dù mình biết đây chỉ là gọi là một cái gacha, gọi là MV gì đấy thôi, nhưng mà nó thực tế thực sự ấy, kiểu nó hơi đau lòng ấy. Nhìn nó kiểu cái cảnh tượng đây, trời, các bạn nhìn nè. Trời ơi, what? Nhìn nó đau lòng lắm các bạn ơi, thề luôn. Sự là kiểu như các bạn gọi là yêu ai một cách gọi là sâu đậm á, xong tự nhiên vì một lý do gì đấy các bạn phải
quên họ đi thì thực sự là như vậy thì nó khá là buồn. Nếu mà chuyện này xảy ra mình sẽ tự ân hận với mình suốt cuộc đời mình luôn á, thật sự luôn á. Tôi còn nhớ ngày cô đi, mưa lâm râm nặng nhẹ, cô vội trao chiếc nhẫn cỏ thương mà cô lặng nhẹ. Thời hẹn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cảnh. Ôi rất hay đấy, hay thật đấy. Ơi mộ một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm, ánh nhàn vàng thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô thắm. Tấp liệu tranh nha chị lẻ bóng đơn điệu trong đó một trái tim, chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi tuyệt vọng bóng ai thứ mấy. Tôi lao giọt nước mắt sao còn đọng hay hàng mi, đã bao lần tôi nắm lấy thứ tình cảm phai tàn đi. Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây lòng người chỉ lỡ sao nợ quên đi. Thương ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ, chờ cô về chờ chiếc cô chờ một vòng tay. Thương ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ, chờ cô về chờ một vòng tay ấm. Wow, dễ thương quá rồi, trời ơi. Cho cô nói, cô nhớ tôi chỉ là câu nói tắm thoát. Câu hỏi đó nợ tình duyên, liệu cô có trả lời. Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ, hay tôi phải chờ đến cả đời. Tình là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô thấm không về. Cô ấy này hay thật sự luôn á. Wow. Đừng đi mà. Ôi. Không biết các bạn thấy sao cho riêng mình thấy thực sự nó rất là đáng yêu và nó rất là chân thật. Wow. Và mình thấy bạn này làm gọi là cái gì ta, cái hành động nó rất là chi tiết, dù nó không có quá phức tạp nhưng mà nó thể hiện tất cả các bối cảnh của một cái MV á. Đấy. Một tiểu thư đại cát cô không còn là cô thắm xưa nơi đô thành tấp nập. Cuộc sống cô giờ em mắm chưa sao buồn buông trên mắt sau đôi lần khóc ướt mi. Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi. Cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua. Cô xa nơi đồng. Ôi dễ thương nhỉ. Oh, hơi kiểu mi. Các bạn nhìn nè. Mình gai đang cộng mình đáng yêu quá. Ánh trăng kia còn đợi nhưng bốn người giờ nơi đâu tôi chỉ biết mượn hơi. Trời ơi. Ánh trăng kia còn đợi. Ok, những bạn biết cảnh tự heo tim đang ngồi xa đó bạn nhé. Yep. Hey anh. Ông đi đâu sáng giờ vậy, biết tôi tìm mệt lắm không? Ủa sao mi kiếm Caron lắm vậy? What? Thôi đi Sam, bà có phong rồi. Đúng rồi. Tại sao chị làm vậy chứ? Gì vậy? Cái phong mới là của Sam mà. Ủa là sao? What? Bà nói gì lạ vậy? Thì bà là Sam chứ gì nữa. Vậy? Tức là Sim. Vậy? Sim? What? Là sao? Ghê chưa, tụi tôi làm thử thách 24 giờ hoán đổi thân xác cho nhau đó. Wow. Ồ, nếu vậy tức là lúc đầu là coi như là xạ là Sam, còn ok. Tôi đã bị lừa. À thế, xin đôi mà cũng hoán đổi, chơi gì ác thế? Ôi mình cũng tưởng chứ. Bravo. Được rồi. Yeah. Ok các bạn, ngang vậy thôi chúng ta đã buồn đủ rồi. Ok bây giờ nó sẽ cùng reaction video TikTok Gacha Live Hero Team để vui vẻ một chút nha. Nói chung là mình cũng không muốn các bạn buồn đâu, nên chúng ta sẽ vui vẻ lên nha, để có động lực thi tốt. Let's go. TikTok Hero Team. Ở đây là gì đâu? Trời ơi ghê. Ngập mồm lại. Giới thiệu lẹ đi để còn đánh lộn nữa chứ. Tên thiệt của tao là ba ba cào cào chuồn chuồn cành cành le le bè bè tinh tinh châu chấu bướm bướm đom đóm chuyện chuyện xe xe chém chép nhộng nhộng cun cút tê tê nhện nhện. Ok, một cái tên chúng ta rất là ấn tượng. Mình rất thích gọi tên này. Ok các bạn, mình là tên là Simi Sami Phong Cử. Không bắt chước là không bắt chước rồi. Ok.
bắt chứ không được. Nhà bà Thìn thì gần nhà bà Đào, dân nhà bà Đào là nhà bà Hồng. Vì nhà bà Đào trồng hành và trồng cà và dành tiền làm nhà. Chiều chiều bà Thìn nhìn bà Đào lùa bò và gà và chuồng về nhà thèm thuồng vì bà đang nhiều tiền. Còn bà Hồng thì về nhà ngồi thiền buồn phiền vì bà Đào nhiều tiền và làm nhà. Mình cũng tên Đào đấy nhưng mà sao nó rối vậy? Cục tỷ lầu ô bê lắp. Ba mẹ thằng Húc bê lắp. Thằng Húc mặt miệng hôi nhưng to ra được. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Có rãnh thì phụ mẹ cha, cục cục lắc lắc tổ cha. Nói nghe nè, yên tâm đi, cái này là nghề của chế mà. Nói là chế nghe kịp hết trơn hết trọi á. Rồi thấy không? Ừ. Ai cay ai không, ai nước ai khô, ai ít ai nhiều, ai giá ai ớt, ai không ai cay, mẹ nói nghe nè. Mày ra mày nói chuyện tao kia đó hả? Tao chửi tiếng Pháp cho mày nghe luôn á nha. Ba ra bẻn. Gấu ơi, trời đất ơi, gấu thủ phạm giấy vệ sinh. Có gì nói không? Cái giấy này tôi lau. Tính ra giấy này chị lau nước tiểu của mày luôn á. Mày làm giấy lạ. À, ui, 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 nó giấy. Được rồi. Mày như mày, gấu lì nha. Hư nè. Mày dễ sợ luôn á trời. Đang reaction TikTok luôn á. Trời ơi, cái giấy vệ sinh. Ai, gì cũng phá được hết á. Tiếp nào. Nhà ra vậy. Này chạy hơi chậm nha. À này chị nhanh nè. Ok các bạn, video reaction gọi là cô Thám không về gacha live và TikTok gacha của mình như nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận video cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật là tốt đẹp. Bye bye và đừng quên cố gắng học thật tốt, thi thật tốt nha. Cố lên. Bye bye. Hãy nhau.